Bài 3, đây là rủi ro về quy hoạch. Tôi xin phép được đọc một cái câu hỏi mà một nhà đầu tư bất động sản cá nhân đã gửi về cho báo VN Express. Và đây cũng có thể là một cái tình huống của chính bạn mà bạn cũng có thể gặp trong cái quá trình đầu tư bất động sản trong tương lai. Câu hỏi đó là: sau khi đặt cọc mua nhà, tôi mới phát hiện ra nhà nằm trong khu quy hoạch. Vậy liệu tôi có thể lấy lại tiền đặt cọc được không? Luật sư từ tờ báo VN Express cũng đã có một bài phân tích rất là dài để trả lời cho các bạn đọc này, nhưng tôi xin phép không đi vào phần phân tích này. Điểm mấu chốt trong cái câu hỏi này của cái người bạn đọc liên quan đến vấn đề là sau khi đặt cọc mua nhà. Nhưng câu hỏi mà tôi muốn dành cho tất cả các bạn là tại sao trước khi mua nhà, trước khi tiến hành đặt cọc thì người này lại không nhận ra là mảnh đất đó nằm trong khu quy hoạch? Đó là câu hỏi mấu chốt. Rủi ro về quy hoạch cũng là một trong những cái loại rủi ro mà những nhà đầu tư bất động sản cá nhân rất là thường gặp phải. Vì chúng ta mua những cái bất động sản nằm trong khu quy hoạch chỉ tốt hơn khi chúng ta biết trước rằng chúng nằm trong khu quy hoạch và chúng ta chấp nhận mua cái bất động sản đó. Lý do là bởi vì cái rủi ro cao cũng đồng nghĩa với giá rẻ và lợi nhuận cao. Chẳng hạn bạn có thể mua được một bất động sản đó với cái giá rẻ hơn giá thị trường nhiều lần, và sau này bạn có thể nhận được cái tiền đền bù. Tuy nhiên tôi nhắc lại, việc một bất động sản nằm trong khu quy hoạch nó chỉ có lợi khi chúng ta biết điều đó trước khi mua. Ngược lại, điều đó sẽ gây cho các bạn rất là nhiều những cái khó khăn khi các bạn trong cái việc xử lý cái hậu quả của cái giao dịch. Như vậy, làm sao chúng ta có thể khắc phục được cái loại rủi ro này? Về nguyên tắc, trước khi các bạn tiến hành mua một cái bất động sản nào đó thì có những cái đầu mối bạn có thể sử dụng để kiểm tra thông tin về quy hoạch. Bạn có thể hỏi thông tin từ cái cán bộ phụ trách địa chính của cái phường xã, cái nơi mà bất động sản đó tọa lạc. Thứ hai là các bạn có thể làm một cái việc là các bạn có thể lên Ủy ban nhân dân quận huyện ở cái phòng tài nguyên môi trường và phòng quản lý đô thị của quận huyện nơi bất động sản đó tọa lạc để kiểm tra. Và bạn phải chắc chắn rằng là mình nắm bắt được cái thông tin về quy hoạch của bất động sản đó trước khi bạn đặt bút ký hợp đồng giao dịch, như hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng công chứng. Để chốt lại bài học hôm nay, cái lời khuyên mà tôi muốn dành cho tất cả các bạn, những nhà đầu tư bất động sản cá nhân, là rủi ro về quy hoạch là một trong những cái loại rủi ro phổ biến không kém những cái rủi ro trước. Hãy luôn luôn tìm hiểu thông tin về quy hoạch của bất động sản trước khi đặt bút ký hợp đồng giao dịch.